Nằm ở thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông, nơi tiếp giáp biên giới hai nước Việt Nam và Campuchia, vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát được nhiều người biết đến không chỉ là một vùng đất quanh năm xanh mát, khí hậu trong lành với hệ động thực vật phong phú, mà nơi đây còn chứa đựng nhiều di tích lịch sử truyền thống cách mạng, một địa chỉ đỏ về nguồn của cán bộ chiến sĩ và nhân dân cả nước. Nằm cách thành phố Tây Ninh khoảng 35 km về phía Tây Bắc và cách thành phố Hồ Chí Minh 135 km theo quốc lộ 22B. Vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát thuộc địa bàn của 4 xã Tân Lập, Tân Bình, Hòa Hiệp và Thạch Tây của huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Được thành lập ngày 12 tháng 7 năm 2002 theo quyết định số 91 của Thủ tướng Chính phủ, vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát hiện có diện tích 19.156 ha, trong đó hơn 14.000 ha là diện tích rừng tự nhiên. Đây là khu vực có tỷ lệ rừng tập trung lớn nhất ở tỉnh Tây Ninh. Vườn gồm 16 tiểu khu được chia thành 3 phân khu chức năng, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái và phân khu hành chính dịch vụ. Vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát với cái chức năng nhiệm vụ là một là bảo tồn đa dạng sinh học, 2 bảo vệ và phát triển rừng bền vững, 3 là phát triển du lịch sinh thái, 4 là nghiên cứu khoa học. Trong đó thì du lịch sinh thái là một trong những cái mà nhiệm vụ mới vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát của chúng tôi được giao nhiệm vụ. Theo cái nghị quyết 04 của tỉnh ủy và cái quyết định 59 của ủy ban nhân dân tỉnh thì vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát là một trong 4 điểm để phát triển du lịch sinh thái định hướng đến năm 2030. Trong hệ thống các vườn quốc gia ở Việt Nam, chắc không nơi đâu mang nét độc đáo như Lò Gò Sa Mát, bởi hệ thực vật nơi đây có sinh cảnh chuyển tiếp giữa ba vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Đó là quần thể cây họ Dầu đặc trưng của miền Đông Nam Bộ, rừng khộp đặc trưng của Tây Nguyên, quần thể tràm và sinh cảnh đất ngập nước đặc trưng của đồng bằng sông Cửu Long. Do đa dạng về sinh cảnh nên vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát có tính đa dạng sinh học rất cao. Đặc biệt, tại đây có hai cây cổ thụ được công nhận là cây di sản Việt Nam vào năm 2016. Đó là cây dầu rái 269 năm tuổi, đường kính 2,2 m, chu vi 6,8 m, cao trên 42 m. Cây ven ven 215 năm tuổi, đường kính 2 m, chu vi 6,3 m, cao 44 m. Ở khu vực này còn có cây trung quân với đặc tính là rất khó cháy. Thời kháng chiến chống Mỹ, các chiến sĩ cách mạng đã dùng loại lá này để lợp nhà trong căn cứ giữa rừng. Bên cạnh giá trị to lớn về cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học, vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát còn là nơi lưu giữ nhiều di tích lịch sử cách mạng. Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với vị trí chiến lược và sự che chở của những tán rừng già, khu vực Lò Gò Sa Mát đã trở thành căn cứ vững chắc của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và nhiều cơ quan của cách mạng miền Nam. Sau ngày đất nước thống nhất, để ghi nhớ công lao của các thế hệ đi trước và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, tỉnh Tây Ninh đã tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị tiến hành phục dựng các căn cứ cách mạng và xây dựng hệ thống bia tưởng niệm tại các điểm di tích trong vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát. Nơi đây đã trở thành một địa chỉ đỏ thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh Tây Ninh và nhiều địa phương khác trên cả nước đến tham quan, khám phá thiên nhiên kết hợp về nguồn. Tổ chức tuyên truyền cho cộng đồng địa phương và đặc biệt là cái chương trình là tổ chức cho học sinh tham quan thực tế tại vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát là các em sẽ trải nghiệm một ngày tại vườn quốc gia. Các em sẽ được tham quan là các sinh cảnh, các hệ động thực vật tại vườn quốc gia. Rồi các em sẽ được giáo dục một số kỹ năng khi đi rừng và viếng các bia tưởng niệm. Mà các em đến đây để thắp nhang, để tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ, để các em nhằm giáo dục các em cái truyền thống lịch sử. Thì bên cạnh tìm hiểu thiên nhiên thì các em cũng được đi tìm hiểu các di tích lịch sử. Thì qua đó thì sẽ khắc sâu cho các em cái ý nghĩa của cuộc chiến thắng của dân tộc mình, cái quá trình đấu tranh giành độc lập của dân tộc. Rồi từ đó giúp các em là yêu quê hương hơn, cảm thấy là đất nước mình ngày nay hòa bình, độc lập, tự do, thì các em sẽ cảm nhận được cái giá trị của nó để mà cố gắng phấn đấu học giỏi. Điểm đặc biệt của vườn quốc gia Lò Gò Sa Mát là có đường biên giới dài 40 km giữa hai nước Việt Nam và Campuchia.
Trong đó, con sông Vàm Cỏ Đông xuất phát từ Campuchia chảy qua vườn quốc gia với chiều dài khoảng 20 km, là ranh giới quốc gia đường sông dài nhất trong 32 vườn quốc gia trên toàn quốc. Cột mốc chủ quyền sừng sững trong rừng sâu khiến bất kỳ ai khi vào đến đây đều cảm nhận sự thiêng liêng về chủ quyền quốc gia nơi biên cương của Tổ quốc. Đảng ủy, Ban Giám đốc Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát đã tích cực chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương và kiểm lâm trên địa bàn. Thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra kiểm soát địa bàn, giữ vững chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và ngăn chặn kịp thời các hoạt động khai thác lâm sản trái phép trong khu vực Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát. Hàng tháng thì phải có một cái đợt phối hợp với các cái lực lượng, thì nó có biên phòng rồi dân quân phối hợp với các chốt để kiểm tra và quản lý tốt được cái tình hình an ninh trật tự rồi tình hình quản lý bầu rừng. Tới thời điểm này thì nói chung là chúng tôi quản lý rất là tốt, không có để xảy ra những cái vụ mà mất rừng đó, rồi cũng không có để xảy ra những cái vụ mà lấy cấp lâm sản rồi không có xâm nhập biên giới. Với tiềm năng thế mạnh và giá trị lịch sử của mình, Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát được tỉnh Tây Ninh quy hoạch là một trong những khu vực trọng điểm phát triển du lịch sinh thái gắn với giáo dục truyền thống của địa phương. Được sự quan tâm đầu tư của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, đến nay, Trung tâm Du lịch Sinh thái Đa Ha đã cơ bản hình thành với những hạng mục đồng bộ, khang trang, hiện đại, thân thiện với môi trường như khu đón tiếp, tuyến đường tham quan bằng bê tông, trạm dừng chân, nhà nghỉ giữa rừng, tạo sự thoải mái, thuận tiện cho khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá vẻ đẹp của Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát. Ngoài khám phá Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát bằng cách thông thường, hiện Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ Môi trường rừng đã bước đầu xây dựng và phát huy hiệu quả du lịch sinh thái về nguồn bằng nhiều hình thức độc đáo, như đi xe đạp xuyên rừng, đi thuyền dọc biên giới theo dòng sông Vàm Cỏ Đông, ngủ đêm giữa rừng hay khám phá suối đá nứt. Định hướng đến năm 2030 thì nhiệm vụ của Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát của chúng tôi thì trước hết là sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Cái thứ hai nữa là được sự hỗ trợ của các ban ngành tỉnh sẽ đầu tư các cái cơ sở hạ tầng. Hiện thời thì trên Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát chúng tôi có tất cả có là rất là nhiều bia tưởng niệm của nhiều cơ quan trú đóng ngày xưa. Ví dụ như là Ban Tuyên huấn, Mặt trận Giải phóng Dân tộc Việt Nam, Đài Phát thanh Giải phóng. Đây cũng là một trong những cái sản phẩm để chúng tôi đưa vào tuyên truyền và định hướng, nhất là cái đối tượng chúng tôi là những em học sinh. Được biết, theo quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng cả nước tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng ý đề án sáp nhập khu rừng văn hóa lịch sử Tràng Riệc, nơi có khu di tích quốc gia đặc biệt căn cứ Trung ương Cục Miền Nam, vào Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát. Dự kiến sau khi sáp nhập, với diện tích khoảng 30.000 hectare, Vườn Quốc gia Lò Gò Sa Mát sẽ có thêm điều kiện thuận lợi để thực hiện tốt chức năng bảo tồn mẫu chuẩn hệ sinh thái đa dạng sinh học đặc trưng của vùng rừng chuyển tiếp giữa Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long, bảo vệ cảnh quan môi trường tự nhiên gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn, giữ gìn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng của vùng đất anh hùng nơi thượng nguồn sông Vàm Cỏ.